con ta chư thiên mở lại, vạn đạo tranh minh, thời đại huy hoàng mà người mong đợi đã đến. Nên thức tỉnh. Vô đạo thần tử, thời đại huy hoàng hậu thế của phụ thân thật sự sắp tới sao? Ở năm đó cái tên thời đại cổ xưa, không vô đạo giống như một tòa thần sơn khó có thể vượt qua. Quá đáng cường đại, để cho không vô đạo khó có thể gặp được đối thủ đủ tư cách. Bởi vậy cảm thấy đại đạo rất vô vị, ta thỉnh cầu phụ thân của mình đem chính mình nhốt vào thời không thiên sơn. Hệ thống săn bắn thiên giới đã kích hoạt thành công, trợ giúp túc chủ vô địch. Chư thiên kiểm tra thấy túc chủ nhân của mạnh mẽ quá đáng, vô phương ràng buộc. Túc chủ có muốn cần ràng buộc hệ thống săn bắn thiên giới, trở thành này thợ săn hệ thống thiên giới? Phụ thân ta là thời không cấm khu chi chủ, dựa lưng vào thời không cấm khu vô số lão tổ gia gia, càng đã sớm siêu thoát tại phía thế giới này. Ngay khi sinh ra ta đã giác ngộ hai loại thể chất bản nguyên siêu việt khỏi 3000 đạo thể. Hệ thống nhà ngươi đối với ta mà nói cũng bất quá là một vật trang sức, hơn nữa còn là một vật trang sức không có một chút ích lợi. Muốn có ích lợi gì? Đạo diễn viết kịch bản cho ta không phải như vậy. Nếu đã vô dụng thì cũng chẳng sao, nhưng nếu nói là không có chút giá trị nào, quả thực bắt nạt hệ thống quá mức. Ngươi chờ đấy cho bổn hệ thống, đợi ta lần nữa quay về sẽ cho ngươi không với cao nổi. Ngô đạo xem sắc mặt ngươi có chút không đúng. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta chỉ là có chút hứng thú với thời đại phục hưng mà cha đã đề cập. Tuy nói tu vi của ngươi đã là đạo cung cảnh thất trọng, nhưng ngươi ngủ say trăm hơn vạn năm, tu vi cũng đã hạ xuống. Nếu ngươi cần tài nguyên tu luyện, ta trực tiếp sai người lấy toàn bộ tài nguyên thần khố của cấm khu đều đưa đến cho ngươi. Mấy năm nay, ngươi có phát hiện ra dấu vết của 15 đại cấm địa khác không? Việc này dính dấp là đại đạo nhân của rất nhiều. Tuy rằng thực lực ngươi hôm nay không kém, nhưng tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay việc này. Hôm nay chư thiên mở lại, thời đại phục hưng đã đến. Chỉ khi ngươi ở thời đạo này chính đạo thành đế, mới có tư cách để hiểu rõ những bí mật này. Người cha này thật là mưu mẹo, phải để cho ta tự mình đi tìm ra. Đúng rồi, ngươi hôm nay đã thức tỉnh, nghĩ đến sau đó cũng phải hành tẩu này chư thiên vạn giới, có muốn chọn mấy tên tùy tùng thích hợp hay không? Trong những kỷ nguyên ngươi ngủ say, cấm khu thời không của ta đã cho ra đời 9 đệ tử và đệ nữ, thiên phú của bọn hắn đều không giống bình thường, có lẽ đủ có tư cách trở thành người theo đuổi của ngươi đi. Con cái vua chùa đệ nữ cũng tốt, tùy tùng hay không tùy tùng không quan trọng. Ngủ say lâu như vậy, cả người kinh mạch có chút bế tắc, cần tìm mấy cái dáng rất giống như bao cát. Đối thủ khơi thông khơi thông. Hệ thống săn bắn thiên giới lần thứ hai kích hoạt bổn hệ thống, cố ý trở về một chuyến chủ thần không gian, để cho thần hệ thống cho bổn hệ thống lên cấp thành hệ thống chí tôn siêu cấp VIP Berserk. Thế nào, có phải đã cảm thấy cao không so nổi với hệ thống rồi không? Chí tôn siêu cấp VIP Berserk nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, ta đâu cần ràng buộc với thứ gì. Bổn hệ thống cầu xin thần hệ thống lâu như vậy, chỉ có tiến dài đến chí tôn siêu cấp VIP Berserk, ngươi lại không muốn? Quả thực không muốn. Ngươi không phải là đang cùng bổn hệ thống đùa chơi ăn thật phải không? Bổn hệ thống cũng sẽ không bị lừa. Vô số người muốn bổn hệ thống ràng buộc, bổn hệ thống còn không chịu. Ngươi có chắc là không muốn? Chết cười ta, ngươi nghĩ rằng ta thực sự muốn cùng ngươi ràng buộc sao? Kỳ thực ta đã tìm được ký chủ thích hợp hơn rồi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Con bà nó, đã từng có ai nói với ngươi chưa? Ngươi thực sự rất cường tráng, ngươi sẽ không cảm thấy ta thực sự muốn ràng buộc ngươi đi. Không thể nào chàng trai. Được rồi, kỳ thực vừa rồi ta đã bị đoạt xá. Những lời này không phải do ta nói. Nếu như ngươi vẫn còn muốn ràng buộc mà nói, chỉ cần cầu xin ta một chút là được. Bổn hệ thống có thể miễn cưỡng đáp ứng theo yêu cầu ngươi. Được rồi, ta lại vừa bị đoạt xá, cho nên ngươi thực sự không muốn ràng buộc bổn hệ thống, trở thành CEO cưới vợ đẹp, bước lên đỉnh cao cuộc sống sao? Không được, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Bây giờ ngươi buộc cũng phải buộc, ngươi không buộc cũng phải buộc. Vừa dứt lời, hệ thống đã xâm nhập trong cơ thể của hắn. Nhưng mà không vô đạo trong thức hải có thời không cấm khu, rất nhiều lão tổ đã đặt ra các đại đạo cấm chế đặc biệt cho hắn. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Ta chính là hệ thống siêu cấp VIP Berserk. Nếu để cho các hệ thống khác biết chuyện này, ta phải sống sao đây? Còn không đi, vậy ta cũng muốn thỉnh cầu gia tộc lão tổ đưa người tàn phá. Vì để nâng cấp hệ thống đã mắc nợ rất nhiều, lại còn ràng buộc không thành công, nợ bên ngoài của ta sẽ làm như thế nào đây?
Ta đi, hệ thống lại khóc. Ta không cần biết ta muốn người ràng buộc với ta. Không phải ta sẽ chết cho ngươi xem. Được rồi, được rồi. Cho ngươi một cơ hội giới thiệu mình một chút. Nếu ngươi có thể để cho ta động lòng, bị ngươi ràng buộc cũng không sao. Thực sự bốn hệ thống chính là hệ thống săn bắn thiên giới trí côn siêu cấp VIP Puzzle. Nguyện hết sức vì túc chủ săn bắn chư thiên. Chỉ cần túc chủ muốn, vạn vật trong chư thiên sẽ là con mồi của túc chủ. Săn bắn chư thiên, ta nhớ ngươi hẳn là không có làm rõ ràng nào. Bằng vào thiên phú thực lực và bối cảnh ta hôm nay, coi như không có ngươi, ta cũng có thể trở thành là thợ săn chư thiên này nào. Như vậy ngươi có thể mang cho ta giá trị gì? Túc chủ lẽ nào sẽ không muốn đi tiên giới? Phía trên tiên giới, ngươi sẽ đi săn lùng những tồn tại đồ dẫn nhân gian trong các truyền thuyết sao? Tiên giới hệ thống nhà ngươi ở đây ràng buộc trước đây, chứ không điều tra một chút gốc gác của ta sao? Gia gia của ta ở đây vô số kỷ nguyên là cũng siêu thoát chư thiên, vạn vực phi thăng chí tiên giới, nhưng vào đó còn có nhiều cổ tổ, nguyên tổ đã phi thăng tiên giới. Có bọn họ, ngươi nghĩ ta cần ngươi sao? Hệ thống không phục, bắt đầu thăng cấp khắc hóa trạng thái. Khắc hóa trạng thái thành công, thăng cấp hệ thống săn bắn thiên giới ràng buộc thành công. Bốn hệ thống tất cả triệt để vì tú chủ mà phục vụ. Chủ nhân ta đã đồng ý chưa? Chủ nhân xin hãy đợi một chút. Ngươi trước không cần vội vã đuổi ta đi. Ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đúng rồi. Con ta ở đây ngươi ngủ say những thứ này trong kỷ nguyên. Vi phụ tại đây chư thiên vạn vừa góp nhặt rất nhiều kỳ chân dị bảo. Hôm nay ngươi đã thức tỉnh. Hãy xem những bảo vật này. Ngươi có để ý gì không? Chú ý trước mắt người thanh niên này. Có vô thượng thiên phú, vinh dự cấm khu thần tử. Phía sau có vô địch thế lực hậu thuẫn, còn kích hoạt hệ thống săn bắn chư thiên. Từ nay về sau chính là vô địch thiên hạ, bao gồm cả thiên thượng. Chí tôn cốt phụ thân, ngươi từ nơi nào có được nhiều chí tôn cốt như vậy? Ngươi có chỗ không biết, mấy năm nay, thời không cấm khu của ta tuy rằng tạm thời rơi vào yên lặng, không ít danh con tự cho mình là vô địch, cường giả cổ xưa diệt thiên, hoặc tâm cao khí ngạo tuổi trẻ thiên kiêu, chạy tới thời không cấm khu của ta nhảy nhót. Vi phụ đang để cho người đem lũ tạp chủng diệt hết, cũng là thuận tiện đào trên người bọn họ. Chí tôn cốt có giá trị, vốn dĩ là muốn giúp ngươi có được 206 khối, nhưng đám người kia cũng không ngu như trong tưởng tượng. Thời không cấm khu của ta chỉ mới giết 49 kẻ sở hữu chí tôn cốt, bọn họ lại cũng không dám tới lần nữa. Đúng rồi, ở đây còn có hơn 10 cặp trọng đồng. Tuy rằng người đã có căn nguyên thời không thần đồng, hấp thụ sức mạnh của hơn 10 cặp trọng đồng này sẽ có lợi ích rất lớn với ngươi. Thần tử đại nhân, chúng ta cũng có lễ vật đưa tiễn. Tiểu hệ thống, ngươi vừa rồi nói có đại lễ cho ta, sẽ không phải là cho ta gói quà tân thủ lớn gì đó chứ? Nhịn không được, có thật không nhịn không được. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. Vô đạo thần tử hôm nay đã thức tỉnh, nói vậy ngày sau cũng sẽ tiến về chư thiên vạn vực. Bu hành với thân phận là thần tử của cấm khu thời không của ta, tất nhiên cũng phải có một con dáng rất giống như tòa kỵ. Cái kia qua đây cho ta xem. Xem ra người này tính cách còn rất tốt. Người tôn nghiêm vậy, kỳ khí của ngươi đâu? Người ninh giết bất khuất vậy. Vô đạo tiếp theo, vi phụ và những người khác sẽ đi đến tổ địa để bàn bạc đại sự. Nhiều trưởng lão hiện đang chờ ngươi tại thời không thần điện. Ngươi hôm nay đã thức tỉnh, cũng gặp gỡ bọn họ đi. Các đệ tử và đệ nữ của thời không cấm khu chắc cũng sẽ ở đây thời không thần điện. Không cần băn khoăn, cứ mạnh dạn mà hành động. Vạn sự đầy hứa hẹn, phụ thân sẽ giúp ngươi quyết định. Hệ thống thăng cấp thành công, chúc mừng thu được phần thưởng tân thủ thần cấp. Căn nguyên thể chất hồng mông đạo cốt 206 khối, do chư thiên vạn vực luồng thứ nhất hồng mông tử khí biến thành, có thể giúp túc chủ nắm giữ hồng mông tử khí, đánh vỡ vạn cốt nhục thân cực hạn. Căn nguyên huyết mạch thôn thiên thần ma huyết, căn nguyên tinh huyết của thôn thiên thần ma từ thời đại thần thoại, thôn phệ chư thiên, thôn phệ vạn đạo. Chúc mừng thu được bất tử thần đan 500 viên, khởi tử hồi sinh, vạn bệnh bất xâm, thái cổ tiên thảo 1000 cây, thu thập tinh hoa của trời đất, phiên trợ nguyệt chi linh khí, đại đạo thần dạ nhất ngàn giọt, phối hợp bế quan tu luyện sẽ giúp nâng cao đại thành tu 6 của người sử dụng, hoàn thành thần cấp tiên đạo, thành công thu được vạn tượng thần binh,
có thể tự mình biến đổi hình thái của thần binh theo ý chí của chủ nhân. Đạo diễn Tiên Quyết lấy thiên làm gốc, lấy đạo làm nền tảng. Phương pháp này có thể thống trị thiên địa, người tu luyện đến cực hạn cũng có thể bước vào tiên đạo truyền thuyết. Mỗi ngày một lần săn bắn chư thiên đã khai mở. Nếu chủ nhân không sử dụng, hết thảy cũng đều vì chủ nhân tự đi tích góp từng tí một. Săn bắn chư thiên, có ý tứ. Chỉ cần chủ nhân mở ra săn bắn chư thiên, bản hết thảy có thể là tùy cơ hội ở đây chư thiên gặp ở ngoài tùy cơ hội tiến hành săn bắn. Các loại thiên địa thần vật, từ xưa truyền thừa, thậm chí 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo, vậy thì mở ra hôm nay săn bắn chư thiên nào? Đang tra xét chư thiên vạn vực, đang săn bắn chư thiên trong. Chúc mừng chủ nhân thành công thu được thánh cấp công pháp Trảm Thiên Kiếm bí quyết. Kiếm đạo mảnh nhỏ 186. Chư thiên kiếm đạo bị săn thú tiến độ là một tá em xá ấu chỉ 999.999. Nếu tiến độ săn lùng kiếm đạo chư thiên đạt đến mức toàn mãn, điều đó có thể nói là ta có thể triệt để nắm giữ chư thiên kiếm đạo đi. Như chủ nhân nói, chỉ cần hoàn thành tiến độ săn bắn, liền có thể triệt để nắm giữ chư thiên kiếm đạo. Đương nhiên chủ nhân có thể săn bắn cái khác 33.000 đại đạo. Chỉ cần hoàn thành tiến độ săn bắn, cũng có thể triệt để nắm giữ chư thiên 3.000 đại đạo, vượt trên 3.000 đại đạo, nắm giữ tất cả cổ văn không vô đạo. Lần đầu tiên trong tâm ta dâng lên niềm khát vọng. Nhưng tiến độ săn bắn của ngươi cao đến thế này, mỗi lần chỉ cho mấy cái mảnh vỡ đại đạo như thế, ta phải đợi bao lâu? Khi tu vi chủ nhân càng cao, mảnh vỡ đại đạo thì càng nhiều. Lúc đầu muốn mở cuộc săn bắn chư thiên, cần lượng lớn điểm thiên mệnh. Bổn hệ thống hiện tại cũng đã tự phá giải. Mỗi ngày miễn phí mở ra một lần săn bắn chư thiên. Thiên mệnh điểm đó là thứ gì? Thiên mệnh điểm là thứ mà chủ nhân có được sau khi săn lùng thành công mục tiêu. Tự động tính toán và phân phát, cần chủ nhân đi săn lùng những người có thiên mệnh đỉnh cao, hoặc người có đại khí vận. Chủ nhân thân là thợ săn toàn bộ chư thiên, có thể là trực tiếp lựa chọn con mồi để săn giết. Đừng lo thiên mệnh khí vận đối phương phản phệ. Đúng rồi, hệ thống người có gợi ý gì về con mồi không? Trong vài đại vực xung quanh cổ nhân, đều có năng lượng dao động riêng của người mang thiên mệnh. Ồ, vậy thì sẽ không nhàm chán. Có vẻ như thời đại phục hưng chư thiên này sẽ thú vị hơn so với thời đại hủy diệt đã qua.